Hàng về mẫu mới về, áo phông Pi ngon bổ rẻ bà con ơi. Truy cập ngay chất mà rẻ.vn, link dưới mô tả nhé. Top 7 lần băng mũ rơm Liên minh Hải quân. Hello, xin chào, chào xin anh em đã quay trở lại với Băng Tạc Xăm Soi. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thật suôn sẻ và nhớ tuân thủ thông điệp 5K để sớm ngày được rong chơi trở lại nhé. Hải quân là một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở trong thế giới One Piece, lấy danh nghĩa công lý để có thể quản lý hải tặc ở khắp trên thế giới. Trừ những kẻ mạnh ra thì các hải tặc xui xẻo đụng độ phải lực lượng Marine chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là vào ngục Impel Down, còn hai là vào ngục Impel Down ở tầng sâu hơn. Dù là kẻ thù không đội trời chung với hải tặc, nhưng đôi khi họ thì vẫn phải hợp tác với nhau vì một mục đích lớn hơn. Với xuất thân là con ông cháu cha và khả năng thu hút mọi người từ nam tới nữ, từ led tới gay về với đội của mình, Luffy Mũ Rơm đã nhiều lần nhận được sự giúp đỡ của hải quân. Thậm chí còn có lần cậu trở thành đầu sỏ hợp tác với cả một trung đội lính hải quân nữa đấy anh em ạ. Vậy đó thì là những lần nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nhé. Và hãy cùng đến với top 7 lần băng mũ rơm liên minh với hải quân. Lưu ý là có cả chính truyện lẫn ngoại truyện anh em nhé. Hợp tác đánh bại Crocodile. Như anh em đã biết, Crocodile vốn là một thất vụ hải được chính quyền thế giới bảo kê và cho phép tự do hoạt động dưới tư cách hải tặc. Nhờ đó hắn có đủ thế và lực để làm nhiều điều phạm pháp như thành lập một tổ chức tội phạm lấy tên là Thiền Am Bên Bờ Sa Mạc, hay còn gọi là Tịnh Thất Barokai Quốc, với tham vọng soái ngôi quốc vương Cobra và truy tìm vũ khí cổ đại. Dù hoành hành bá đạo, trẻ không tha, già không bỏ, nhưng với sự danh ma của mình, thầy ông trùm Crocodile đã lách luật thành công, khiến cơ quan chức năng không thể làm gì được. Đơn cử là sự bất lực của Smoker và Tashiki. Khi ấy, củ hành trắng chỉ mới ở cấp tá và không có quyền hành để làm bất cứ việc gì nếu như mà không có sự đồng ý của cấp trên. Họ chỉ biết đứng nhìn Crocodile làm càn. Nhưng mà cũng may, sau một buổi live stream vạch mặt bọn tội phạm ấy, Vivi đã mời về cho mình một băng đảng tội phạm khét tiếng khác, không thua kém gì bọn Thiền Am Bên Bờ Sa Mạc, dùng luật rừng để đối đầu với luật rừng. Anh em biết họ là ai không nào? Đúng rồi, chính là băng mũ rơm của chúng ta. Dù trình độ của băng mũ rơm lúc ấy kèo dưới so với tim cá sấu, nhưng nhờ vào một vài yếu tố đi trước thời đại, cũng như là dùng nước để khắc chế Logia của Luffy, Zoro lãnh hội Haki cắt xuyên sắt thép, và đặc biệt là màn đi bút của Mr. Bright đã đưa cả băng đi đến chiến thắng, giải phóng vương quốc Alabasta khỏi mối nguy. Chiến công hiển hách là thế, nhưng Luffy và đồng bọn chỉ được hoàng tộc Alabasta biết đến mà thôi. Bởi vì với cái thói chơi dơ ở bẩn của mình, hải quân đã ra lệnh cho Smoker bắt các thành viên băng mũ rơm và cùng với đó là giành công lao đánh bại Crocodile để tránh cho một tên hải tặc để lại thiện cảm ở trong lòng công chúng. Dù bất mãn và cảm thấy nhục nhã, nhưng Smoker không đủ khả năng để cãi lời cấp trên. Anh chỉ có thể dọn dẹp bọn tàn quân Barokai Quốc. Và thứ cuối cùng người khói làm được cho băng mũ rơm chính là mắt nhắm mắt mở để họ dưỡng thương và rời khỏi Alabasta. Sau vụ ấy, Smoker được thăng chức lên làm phó đô đốc, còn Luffy cũng được tăng tiền thưởng lên 100 triệu Berry. Thôi thì cũng coi là đôi bên hợp tác cùng có lợi đúng không anh em? Sự bao che của đô đốc Aokiji và cuộc gặp gỡ tại Water 7. Sau khi bị CP9 cướp mất người đẹp Robin, cả băng mũ rơm quyết tới Enies Lobby để đưa người phụ nữ của mình trở về. Và bên cạnh đó thì họ cũng nhận được không ít sự giúp đỡ của cư dân đảo Water 7 từ gia đình Franky tham gia để hùa theo đại ca đến các thợ đóng tàu chỉ để lấy số má. Sau khi tuyên chiến với cả thế giới bằng hành động bắn cháy lá cờ kèm theo đập cho bọn CP9 một trận ra trò, thì băng mũ rơm chính là những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất. Đáng lẽ ra thì không chỉ băng mũ rơm, những thợ đóng tàu ham vui ở Galila và gia đình Franky cũng không thể thoát được kiếp truy nã. Nhưng mà may thay, sau chuỗi ngày nghe nhạc bình gôn, không cần phải quan hệ rộng, quan hệ nhiều thì nó tự rộng, thì Luffy đã cứu được cư dân Water 7 khỏi một bàn thua trông thấy. Với quyền lực của Gap và đô đốc Aokiji, họ đã giúp giảm thiểu số đối tượng bị truy nã sau khi mở trở về từ Enies Lobby. Đó thì có thể được coi là một sự liên minh không quân sự với băng mũ rơm. Ngoại trừ Franky vì vui quá trớn nên không thể thoát khỏi truy nã, thì đa số các thành viên khác ở Water 7 đều có thể quay trở lại cuộc sống thường nhật.
Không những vậy, Gap sau đó còn dẫn theo Kobe và Helmepo đến thăm thằng cháu hải tặc mà không có ý định bắt cậu. Sự tức giận của ông khi mà băng mũ rơm ra khơi chỉ là một thử thách mà ông dành cho thằng cháu mà thôi. Đô đốc Aokiji lúc ấy thì cũng giả vờ ngủ cho qua chuyện, chứ anh em thử nghĩ mà xem, hai nhân vật tầm cỡ lớn như vậy, nếu muốn bắt băng mũ rơm thì còn dễ hơn là cả việc anh em nhắn tin tỏ tình với Crush đấy. Thế mới thấy câu, nhất tiền tệ, nhì quan hệ, quả là đúng ở mọi tình huống anh em nhỉ. Liên minh với G5 ở Punk Hazard. Đúng với câu nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Mối lương duyên của Smoker và băng mũ rơm tưởng chừng như đã dừng lại ở Alabasta, nhưng mà Oda lại bảo không và buộc cho họ thêm một sợi dây chỉ hồng nữa. Đó là lần chạm mặt ở Punk Hazard. Lúc ấy Smoker là tổng chỉ huy của trụ sở hải quân G5. Chúng là một tổ chức hải quân cặn bã, vượt ngoài vòng pháp luật và thường dùng luật rừng để làm việc. Hải tặc vào tay của G5 như là miếng thịt vào tay của Luffy vậy. Chúng sẽ tha hồ xé xác hay quăng xuống biển tùy thích. Do đó, dù không có sức mạnh quá lớn, nhưng mà G5 chính là cơn ác mộng của những hải tặc vùng biển này. Về phần Luffy, cu cậu sau khi mà trở lại từ sau time skip đã gây một tiếng vang lớn ở trên toàn thế giới. Chính Tashiki cũng thừa nhận Smoker đến tân thế giới chỉ với một mục đích duy nhất là đánh bại Luffy đường đường chính chính. Nhưng mà cái mùa xuân ấy đã qua từ rất lâu rồi. Trong mắt của cu cao su hiện tại, Smokeman chẳng khác nào là đám hải quân tép diêu phiên bản có năng lực Logia cả. Thậm chí chưa cần đến mũ rơm ra tay thì người anh em mê gái ngầm là Lo đã đổi cơ thể của Smoker với Tashiki cho nhau vì biết củ hành trắng có thói quen mặc áo phanh bưởi. Đúng là trình độ mê gái còn cao hơn cả chú ba anh em nhỉ. Và sau khi mà ăn hành ngập mồm từ mọi phía, Smoker thì mới nhận ra điều quan trọng nhất là cứu những đứa trẻ thoát khỏi đây và chấp nhận liên minh với Luffy. À không, nói đúng hơn là G5 tạm thời nhận băng mũ rơm làm lãnh đạo. Smoker thì chịu ân cứu mạng của Law, Tashiki và bọn lính thì bị anh hai và anh ba đọc như một quyển sách vậy. Cho đến khi đánh bại được Caesar và cứu thành công bọn trẻ thì liên minh Phi Logic này mới tan rã. Dù vậy thì vẫn phải giáo dục bọn trẻ rằng hải tặc là người xấu, nhưng mà trong thâm tâm những người lính G5, băng mũ rơm chính là những anh hùng mà không cần công nhận. Smoker và Tashiki sau khi phải chứng kiến sức mạnh áp đảo của các thành viên băng mũ rơm sau 2 năm thì cũng nhận ra rằng từ nay thứ duy nhất họ có thể làm khi mà gặp băng mũ rơm chính là nhận người quen và giảng hòa mà thôi. Hạ bệ Đô Flamingo với vị đô đốc ISO đáng kính. Hải tặc ở tân thế giới truyền tai nhau rằng nếu muốn tồn tại ở tân thế giới chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là quy thuận dưới trướng tứ hoàng, còn hai là chống lại họ. Với cái đầu nóng còn hơn cả trái đất hiện nay, Luffy chắc chắn lựa chọn con đường đá đít tứ hoàng. Liên minh của mũ rơm và Law cũng đã được thành lập từ đó. Nhờ vào đầu óc mưu lược của Zakalo, liên minh được vận hành một cách trơn tru như là La Hán đẩy xe bò, đá đổ tứ hoàng theo từng bước. Và Doflamingo chính là một trong những bước mà họ cần phải vượt qua với nước cờ chí mạng là buộc Luffy phải rời khỏi chức vị Thất Vũ Hải. Nhưng mà người tính ý, thì không bằng trời tính đâu. Với xuất thân là thiên long nhân của mình, Doflamingo đã lộn cái bàn bằng màn kịch giả vờ từ chức và liên minh với đô đốc Fujitora đối đầu với liên minh mũ rơm. Dù không muốn nhưng đó là mệnh lệnh nên Fujitora bắt buộc phải tuân theo. Cho đến khi những sự thật dơ bẩn bắt đầu được hé lộ thì vị đô đốc ấy mới đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu, trở thành đồng minh của hải tặc và nhận lỗi về phía chính quyền. Đầu tiên, ông ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ bắt giữ bè phái của Don Quixote còn sót lại và để cho băng mũ rơm dưỡng thương. Sau đó, ông còn giúp họ ra khơi bằng cách tiêu diệt hàng chục chiến hạm thù địch. Hơn hết, ông đã giúp Smoker làm những điều mà củ hành trắng không thể làm ở Alabasta. Đích thân đô đốc hổ tím đã bỏ ngoài tai những mệnh lệnh của cấp trên mà quỳ xuống xin lỗi vương quốc Derosa. Với sự chính trực ấy, Fujitora trở thành một trong hai vị đô đốc được yêu thích nhất bên cạnh Aokiji. Còn anh em nào có thấy yêu mến ông lão chất chơi này không? Nhớ comment bên dưới cho mình biết với nhé. Gián tiếp liên minh chống lại Z. Trong phần phim Movie One Piece phim Z, chúng ta đã được giới thiệu về một ông lão vì quay tay quá nhiều nên dẫn đến sở hữu một loại haki vũ trang đặc biệt và được mệnh danh là Zeffy tay đen. Trước đây, ông từng là đô đốc hải quân, nhưng mà sau nhiều biến cố với hải tặc và nhận ra sự thối nát của chính phủ thế giới,
rét đá tự lập môn hộ cho mình và lấy tên là Hải quân Neo để chống lại hải tặc bằng chính phương pháp bạo lực của bọn chúng. Sở dĩ ông căm thù hải tặc như vậy là do Zep đã từng bị một tên hải tặc sát hại vợ con, thậm chí là cả thủy thủ đoàn. Cánh tay bị mất của ông thì cũng là do tên đó gây ra. Sau này vì được trọng dụng làm thất vũ hải nên tên hải tặc ấy đã có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Bên lề một tí thì danh tính của tên này vẫn chưa được làm rõ. Nếu xét về độ tàn bạo và phương thức tấn công, ta có thể đoán là Doflamingo hoặc Crocodile. Nhưng nếu trên phương diện về sức mạnh thì gần như chỉ có Mihawk là so kèo được với một đô đốc mà thôi. Anh em nghĩ đó là ai thì nhớ comment cho mình biết với nhé. Quay lại với Zep, sau khoảng thời gian dài hoạt động nhỏ lẻ, ông quyết định làm một cú lớn all-in vào MU. Ý mình là ông quyết định thu thập đá Dida để thổi bay cả đại hải trình với hy vọng là chôn vùi One Piece và thời đại hải tặc mãi mãi. Chuyện này mà thành thì khác gì là ông đã đá chén cơm của cả hải tặc lẫn hải quân đâu. Thế nên, Z đã trở thành kẻ thù chung của cả hai phe, đặc biệt là Kulu, khi mà Zephy đập cho một trận mà chả hiểu lý do nên cậu rất cay cú. Mà anh em biết rồi đấy, thanh niên áo cao su này chính là bên chính, là cháu ruột của Oda. Trong chuyện chính thì còn có phần nào hợp lý, nhưng mà qua đến movie thì sức mạnh của Luffy nó rơi vào cái tầm ảo ma Canada, Nobita đấm Shizuka lắm anh em ạ. Sau những màn đấm nhau bất phân thắng bại thì Zep dần dần công nhận cậu và cũng từ từ chút bỏ sự uất hận với hải tặc. Và cuối cùng, ông thất bại dưới tay của Kizazu và nằm lại trong mộ băng của Aokiji. Bài nhạc Kaido vang lên đầy tiếc thương nhưng mà tiếng kèn xuân nữ đang tưởng nhớ một vị anh hùng, khiến không ít người xem tại rạp lúc ấy thì cũng đã phải rơm rớm nước mắt. Anh em đã xem qua siêu phẩm này chưa? Nếu chưa xem ấy thì nhớ xem và chú ý bài nhạc phim ấy nhé. Nếu thấy hay, đừng quên là quay lại video này để comment cho mình biết với nha. Liên minh chống lại Bullet. Lại thêm một liên minh nữa được thành lập ở trong movie, nhưng lần này thì không phải là gián tiếp liên minh nữa, mà là trực tiếp mặt đối mặt, súng bên súng, đầu sắt bên đầu luôn đấy anh em ạ. Thậm chí liên minh này còn có quy mô rộng lớn hơn cả lần đối đầu với Zep, với sự tham gia của các diễn viên đến từ ngũ đại thế lực bao gồm hải tặc, hải quân, thất vũ hải, quân cách mạng và thánh bức ghi. Tên phản diện lần này là kẻ mạnh nhất từng được giới thiệu ở trong movie là Dogger Bullet. Vào thời đại của Roger, Bullet chính là một trong những con sói đơn độc mạnh nhất đại hải trình và chỉ chịu thua vua hải tặc. Ông là người thứ hai sau dâu trắng làm thánh bức ghi vãi cả ra quần và bỏ cả kho báu mà chạy. Trong lần đi bút đầu tiên, Bullet đã bán hành cho 10 trên 12 siêu tư tinh trừ Tít và Zoro. Đến cả bút thơ khô mà hải quân dùng để đe dọa thế giới, Bullet cũng chỉ xem là trò trẻ con. Trái với đa số kẻ mạnh trên đại hải trình, Bullet thì không sở hữu cho mình những hạm đội mạnh mẽ, những vùng đất hay thuộc hạ, thậm chí cả đồng đội hắn thì cũng không có. Anh em đừng hiểu lầm về tên Fiesta nhé, hai tên này chỉ lợi dụng nhau thôi chứ không phải đồng đội. Mà như chúng ta đã biết thì sức mạnh to lớn nhất ở trong anime vượt qua cả quy luật vũ trụ chính là sức mạnh tình bạn. Bullet mà bỏ nó ấy, là dở rồi đúng không nào? Do vậy dù năng lực áp đảo nhưng mà sau đó cũng bị Luffy và những người bạn đấm cho vỡ alo. Trong trận này Sabo và Boa đều là thân thích của Kulu thì ta không bật tới. Nhưng Smoker dù là hải quân nhưng mà cũng hết mình vì trận chiến. Thậm chí còn liều mạng ở lại, mặc cho tiếng còi báo động Booster Call, đủ thấy củ hành trắng đã phải lòng Kulu của chúng ta rồi. Quả là đúng như Mihawk đã từng nói, Kulu sở hữu một sức mạnh giúp cậu chơi cả gái, trai, gay, led, lời nào cũng ca, nhạc nào thì cũng nhảy. Đấy, anh em lại nó củ khờ đi, tính toán cả đấy anh em ạ. Liên minh với X-Red. X-Red được giới thiệu là một hải tặc trẻ cùng lứa với Luffy và cũng là một trong 12 siêu tư tinh, nên nếu không có sự bẻ lái 180 độ của Oda thì liên minh này đã không nằm trong danh sách này rồi anh em ạ. Cụ thể sau khi bị Queen vả cho một trận về tội nằm vùng thì chúng ta mới biết được vốn dĩ hắn là một tên cốm chìm từ một tổ chức được gọi là Sword được cài cắm vào để giám sát Kaido, và Kobe cũng là một thành viên trong ấy. Kobe đã vô số lần tiêm nhiễm vào đầu tên khủng long này các tư tưởng Luffy Onichan, cho nên hắn quyết định vứt hết liêm sỉ, quỳ xuống xin giảng hòa với Luffy. Mà tính tình thằng thuyền trưởng thì anh em cũng biết rồi đấy, Luffy là một người khoan hồng với mọi người theo hai nghĩa. Nếu là người biết quay đầu, cậu sẽ khoan hồng, còn không thì đương nhiên là dùng một cây khoan màu hồng rồi. Cũng nhờ đó, phe liên minh thì có thêm một thanh niên siêu tân tinh với sức mạnh thì cũng không phải dạng vừa.
Ectred đảm nhiệm vị trí bảo mẫu ở sảnh ca múa nhạc, bảo vệ chủ tịch Chopper, điều chế thuốc giải virus băng quỷ, và hắn đã làm rất tốt nhiệm vụ này. Cho đến hiện tại, không ngoa khi mà nói Ectred đã trở thành một fan trung thành của Liên minh Mù Rơm khi hắn từ chối hợp tác cùng với Apo mà chỉ muốn làm công chúa bé bỏng ở trong lòng Luffy Onichan mà thôi. Chẳng biết sau khi mà chính quyền can thiệp vào trận chiến Wano thì tên khủng long có đổi phe hay không. Nhưng mình thì vẫn tin với tư cách là một người bạn của Kobe và nhận không ít ân huệ của cô lù, Ectred sẽ không để anh em chúng ta phải khẩu nghiệp đúng không nào? Rồi, và đó là video của mình về những lần hải quân liên minh với Luffy. Anh em còn thấy thiếu những lần nào nữa không? Nhớ comment bên dưới cho mình biết về nhá. Và đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ bọn mình nhá. Còn bây giờ ấy thì hãy cùng đến với góc comment lên ngay TV thôi nào. Đầu tiên là bình luận của bạn Thiên Phạm. Nếu Pudding xem hết ký ức của Brook thì đến bao giờ vậy? Mình nghĩ là khi ấy Pudding thì sẽ trở thành một bà cô già đấy bạn ạ. Và tiếp theo là bình luận của bạn Điền Phạm hay là Diễn Phạm gì đấy nhá. Chúc anh xăm soi sớm đạt được 500.000 người đăng ký nhé. Ok, cảm ơn em nhá. Nhờ anh em cả đấy, love you, tất cả 500 anh em. Và cuối cùng là comment của bạn Trần Ngọc Minh. Cho em lên TV với thuyền trưởng xăm soi ơi. Lên luôn em ơi. Gì chứ khen anh đẹp trai là sẽ được một vé lên TV ngay nhá. Cảm ơn em. Và đừng quên để lại comment bên dưới video này để có cơ hội lên TV ở những lần sau nhá. Nhớ like và đăng ký kênh để bắp thêm động lực cho bọn mình nữa nhá. Tạm biệt tất cả anh em. Bye bye. Nóng nóng nóng, băng hải tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece xăm soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhá. Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn. Link nhóm ở mô tả nha.